đi. Chết đi. Nó bảy nữa nha. Quay rồi. Hôm nay học. Hôm nay quay thêm rồi. Quay quay cái này cuối mai đi học rồi đấy. Thôi. Đi vào bảo anh thấy rồi. Mày quay thêm đi. Mày nói cái gì cứ để không hả? Đi vào bảo anh thấy ơi, nay em quay thêm để tiền điện gái. Ờ có cái gì? Anh chưa? Em xin 20. Hả? 20. À quay video à, nhưng trời mưa này quay video gì? Không biết thì hãy nghĩ đi. Ôi trời ơi, thôi được rồi. Mấy đứa muốn quay video để anh nghĩ xem nào. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay video, nhưng mà quay video gì mới được chứ? Muốn chơi thử thách thì mày nghĩ ra cái chủ đề đã. Hôm nay không phải ngày quay mà mấy đứa đến gạ quay video các bạn. Quay gì giờ? Ăn đồ siêu cay đi anh ơi. Siêu cay à? Thì ăn mì tôm cấp độ 10. Ôi trời ơi. Làm gì cấp độ 10? Ăn mì cay nổi mụn lắm. Làm đồ kinh dị khác đi. Có đồ gì kinh dị nữa? Siêu khắm đi anh lại. Yêu ơi, làm gì có đồ siêu khắm? Thì như là mắm tôm này, mắm mắm này, mắm tép này. Nhiều lắm. Sao thì của mày là đấy, khắm đi. Lúc trước thì tao không vậy đâu, nhưng mà từ lúc đi quay phim anh Thái, tao bị nghiện mất rồi. Ăn nhiều quá đúng không? Nhưng mà không ăn khắm mấy cay đâu. Thế còn gì kinh dị không? Ăn đồ siêu chua đi này. Siêu chua với cay cũng dễ ăn đấy nhở. Vâng. Nhưng mà trong ba cái đồ siêu đấy thì mình thấy là siêu chua với siêu cay là có vẻ chơi nó sẽ được lâu dài hơn. Vâng. Chứ siêu khắm thì cho Tùng chơi mình. Cho Tùng nó chơi mình đi. Đó, bây giờ anh quyết định là sẽ chơi. Thì anh quyết định rồi thì trong cái video ngày hôm nay anh sẽ tổng hợp là ăn đồ siêu chua và siêu cay đi. Vâng. Đấy, hên xui. Thì bây giờ sẽ phải đi mua đồ siêu cay và siêu chua. Mấy đứa ghi nghĩ cho anh xem là có những cái đồ siêu chua và siêu cay nào tổng hợp lại, sau đó là để anh ra chợ anh mua về đây, sau đó là chơi thử thách nhá. Vâng. A few moments later. Dựng dựng cái bàn đây em. Đấy. Cái này mà, cái này mà. Đấy, đây đồ ăn đây em ơi. Wow. Đồ ăn đây nha. Đồ ăn mình sẽ để đây rồi, tí nữa sẽ cho ra bên cái bên này để vào từng chậu một nhá bạn. Và sẽ bốc, lật lên. Trò chơi rất là đơn giản, lật lên. Ai lật được, chọn lật được cái đồ nào thì sẽ ăn cái đồ đó. Vâng. Xem là đồ nào ngon nhá. Anh sẽ thi đấu với tất cả mấy đứa luôn. Anh sẽ chơi mỗi đứa một vòng, sau đó là các mấy đứa sẽ chọn đôi và bốc thăm với nhau. Đó, rồi bây giờ ai chơi trước? Yeah. Bây giờ chúng mình bắt đầu chơi nhá. Bây giờ mình với Khanh sẽ đấu với nhau trước tiên. Mấy đứa ra kia chuẩn bị đồ đi. Khanh ơi. Lấy cái món này cho Khanh nhá. Đúng rồi. Cái này sầu, sầu này. Sầu con chua ấy. Cái màu ngô bơ này cay đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái này cho Khanh anh Khánh. Được rồi này các bạn ơi. Bây giờ không biết là như các bạn thì các bạn sẽ thích ăn đồ cay hay đồ chua. Nào Khanh ra chọn đây. Yeah yeah. Nào. Chọn đi nào. Em chọn hả? Chọn trước ạ. Anh cho em chọn trước ấy. Em chọn anh ấy. Anh chọn là gần chỗ anh luôn. Rồi, nào. 1 2 3 3 Yeah. Ngô cay à? Xấu luôn. Rất là chua. Ai giời ơi, mình vào ngô bò à? À, chả là đâu, ăn xấu xem có ngon không nào. Chua không? Giòn đâu á? Giòn không? Giòn rụm. Ngọt lự đi. Sao lại giấu giòn này ngọt à? Thôi mày quay cái gì? Không, anh không ăn đâu. Ý là... Ô thế là xấu giòn mà lại ngọt à? Anh tưởng xấu phải chua chứ. Nhưng của anh thì chắc chắn là cay rồi các bạn. Đây là ngô bò nhá. Cái hàng vừa rơi đâu rồi? Ừ, đừng quay. Ừ, ngồi cay các bạn ạ. Ồ rồi, mất đi rồi anh nhỉ? Ừ, mất đi rồi. Hả? Ồ. Cuộc sống mà. Lên liên đi nè. Nói chung là ngô này nó có thêm cái thịt bò với lá chanh các bạn ạ, ăn khá là cay. Thôi, lượt này quán là dễ, không có cái gì gọi là kinh dị cả. Lượt tiếp theo đi. Vâng. À, hát cho mọi người nghe bài đang đỡ buồn rồi. Un đê đi. Ừ, cái này cũng quá tiếng á. Mình bọn mình sẽ chọn gặp măng chứ. Un đê. Chà mân đâm mân đâm mân đê. Rồi xong rồi các bạn ạ, bây giờ sẽ đi vào đây nhá. Em chọn trước cơ. Em chọn trước đi. Em chọn mình thái đi. Rồi, được rồi. Nào. 1, 2, 3. Thịt bò cho ăn ngon lắm đây. Măng ăn cũng ngon không kém đâu.
chịu ăn được. Ngon không? Ngon. Cũng bình thường thôi ạ. Cái cây bình thường à? Bình thường anh ăn lên đi. Không, anh không ăn đâu. Không ăn. À nhờ anh ăn nhưng mà đợi em ăn đã anh ăn. Thế ăn bò nó như thế nào em? À, ăn bò nó như kiểu thịt bò ấy ạ. Thịt bò ấy. Đấy là mình lại phải vào cái măng này chứ đấy. Măng chua các bạn ạ. Húp cả nước cho anh. Không. Cái này phải có cân cá vào mới húp được cả nước. Mình ăn măng nha các bạn. Ăn măng măng này phải nấu ra ăn các bạn ạ. Măng này ăn sống ghê lắm. Lời tiếp theo đi nhỉ. Vâng, đến em đi anh ơi. Em thích ăn đồ cay hay đồ chua? Đồ cay anh ạ. Đồ cay à, lần này mong vào ớt đi. Ơn à? Tại vì anh thích ăn đồ chua, anh thích ăn dâu tây mà. Bây giờ mình sẽ lấy đồ cho Thương anh Thái các bạn nhá. Mì Thương thì phải ăn mì xấu cay các bạn ạ. Mì xấu cay với cả chanh, chanh khủng lồ. Mình sẽ xếp vào các bạn ạ. Đi đi. Em chọn cái gì nào? Ôi. Chọn đây. Cái này đi. Này à? Cái này nhìn tốt hơn cái kia chắc chắn là đồ ngon rồi. Hai cái tôi mua bằng nhau. Nào. Mở. Mở. 2, 3. Yeah. Thế là mình được ăn mì cay. Mình ăn mì cay Hàn Quốc nha các bạn. Để em đi pha cho. Ờ đúng rồi, đi pha cho anh đi chứ hả? Ờ chanh này ăn được mà, ngồi đây ăn thôi. Bóc vào anh. Bóc ra ăn thôi. Tao thấy không nổ lắm đâu. Phải cho 3 quả ớt này vào. Nó gọi là mì cay. Hơi nhiều nước nhưng mà hơi bị chất lượng hay được, mang anh Thái ăn thử các bạn nhá. Mì cay này xịn, nhờ mì cay này có cả ớt này. Vâng. Quà. Ăn đây. Ngon không anh, cay không? Ngon. Cái mì này là mì thịt bò đúng không Phún? Vâng. Thế thịt bò em ăn hết rồi à? Đâu. Nhìn kia đâu. À. Trời đất ơi, miếng thịt bò nó to. Wow. Wow. Ăn đi. Ui, như kiểu cơm cam này. Cam bổ quan đấy. Mình miếng thứ nhất mình chưa cảm thấy là nó cay lắm, mình sẽ ăn miếng thứ hai. Rồi anh ấy làm gì nữa đó? Để mình rửa bát thì chân lập video. Bát đi bát. Thế là ai nhỉ? Tùng. À, ngồi bát cay thật đấy. Rửa bát vào cũng cay được á. Ăn rửa bát đi. Hả? Ui trời ơi. Quán bát không ta rửa cho. Anh đầu vãi đi. Cái này đi. Mình lấy hai cái này nhá. Wow. Bây giờ lấy cho. Cái gì đây? Đi cho em trước anh. Thằng Minh ơi. Cho ạ. Thì anh chọn trước đi chứ hả? Cho em chọn trước đi anh. Thôi được rồi. Anh vẫn sẽ nhường các em. Em chọn đi. Chọn cái nào? Chọn nào đây, chọn nào đây, chọn nào đây. Mặt. Chọn cái to hơn đi. Ôi, chọn cái méo đi anh ơi. Méo à? Chắc chắn chưa? Chắc cái này cũng méo này. Ờ. Chọn cái méo nhiều hơn. Vậy chọn cái méo nhiều hơn đi. Ờ được, thì anh sẽ chọn cái méo ít hơn. Thì nào. Anh từ từ đếm lại, đếm lại trước. Tài. À, tài à. Vậy, đây là xoài mà thôi là tài. À, em nhầm xoài. À, ừ. À. Chân gà các bạn ơi. Không phải là một khi bạn em ăn một ngón thì em gặm hết luôn. Một ngón này. Món này là của Tuấn, anh ăn hộ nó. Ăn hộ em cần đâu. Chân gà này cay các bạn ạ. Nó tẩm cái gì mà cay ấy nhỉ. Đây để mình đọc nào. Chân gà này là hảo sứ củ lăng lùng chéo các bạn. Chân gà này ngon đấy. Ê. Cái gì đó cảm có vẻ mềm đúng không? Không mềm không? Cũng giòn. Ngon giữa bạn. À bây giờ đến lượt tiếp theo mình với Thảo Đen nha. Thảo á? Đây rồi. Thật khó à? Được rồi. Được con nào, la đi vào đây. Thảo Đen ra đây. Em chọn trước không? Em chọn trước đi. Em chọn cái màu trắng. Cái nào cũng là màu trắng ấy. Có cái nào màu đen đâu. Cái này đi. Rồi, chốt chưa? Chốt. Mỡ. Mỡ. Yeah. À trời ơi. Có gì đấy. Ô li li, cái ngang. Nào các. Đâm. Ý da. Vướng. Chưa nữa. Ôi trời ơi.
đến lượt mình ăn cái này. Cái số mình đỏ đấy nhờ, mình được ăn toàn vào đồ cay thôi. Úi trời ơi. Wow, tôi thơm các bạn ơi. Đây cho Tùng ăn cái to đúng không? Đây cho Tùng cái rồi nó ăn thèm đấy rồi. Ăn đi. Con đứt em ạ. Thơm ngoan đến những cái miếng cuối cùng. Nó đã bị đứt. Wow. Anh nhìn cái thang của anh à. Ngăn nghe. Không phải ăn như vậy đâu em bảo em dạy. Đấy, thật thế. Đâu phải ăn như vậy. Ăn như vậy á? Ăn như vậy hơi tham. Nói chung là cái này ăn cay ngon. Cái này nó gọi là cái gì mấy đứa? Cay. Ăn này như kiểu nhai lốp xe á. Nhờ. Vâng. Cuối cùng đến lượt em, chọn món ngon ngon vào nha. Ok luôn, nào Vinh đi ra đây. Ok. Được rồi. Vinh có cần chọn trước không em? Em có. Rồi, lại là Vinh chọn trước. Vinh chọn cái nào để ra đây chọn luôn nào. Em chọn cái chậu đi. Chọn nào? Anh hỏi em chọn đồ ăn, không cần chọn chậu đâu. Chậu nhà anh không bán. Cái này đi. Rồi, chốt nhá. Tùng nháy mắt Vinh làm gì đấy. Nào, 2, 3. Vinh nó sướng cái nhờ nó vào sữa chua. Mình tiếp tục vào đồ cay các bạn ạ. Wow. Anh bắt ra kìa. Tao chuyên vẫn ra mà. Con này vắt vào mồm thùng rác à? Ui giời ơi. Em đừng sữa chua. Thì chả sữa chua. Nhưng mà cái sữa chua của mình mua là nó không có đường nha các bạn. Nó chỉ chua thôi, uống chua loét luôn. Của mình là kim chi cải thảo nha các bạn. Ủa, nó có cả vừng này. Cái gì đây ta? Cái bóc ra. Cơm. Bóc ra. Anh hãy phải bóc ra chứ. Sau đây tốt đấy. À, rồi. Ui ôi. Ngon lắm. Ngon. Chờ tiếp theo ơi. Bây giờ hết lượt rồi thì mình sẽ chơi theo cách khác các bạn ạ. Là mình sẽ cho mấy đứa đấu với nhau. Tại vì mình đã mua đủ còn 3 món đúng không? Đây còn 1, 2 và 3. Bây giờ đôi nào bây giờ bắt cặp với nhau để chơi đi. Bắt cặp với nhau để chơi đi. Em ơi. Thế thì cuốn với Khánh nhá. Vâng. Cuốn Khánh rồi. Cho cuốn với Khánh chọn cái gì trước nào. Cái này đi anh. Đúng không, cái này đi. Rồi đi ra đây. Úp ạ. Hả? Ok. Rồi xong rồi mấy đứa ơi. Xong rồi hai đứa ơi. Ra chọn đồ đi. Quán tù xì đi chứ hả. Anh chọn cái này. Thật không? Chưa chọn rồi. Chưa chọn rồi. Hai. Nhảy nhỉ. Hả? Yeah. Ăn đi ngon đâu. Ngon cay luôn hả. Cái gì cũng phải lên tao cơ. Mở hộ đi. Đúng vậy. Thanh niên phải ngăn lăng đúng không. Mở chiếc này cái gì anh khá đi em nào. Này Khánh ơi. Dưa bao tử nhá bạn, cái này ăn nó chua lòm không? Chua không em? Chua, ăn nó có mùi muối. Thì đây là dưa muối mà. Ăn nó như nào thế? Chua chua này, cay cay này, ngọt ngọt à. Ăn nó tụm tụm, sao mày không bỏ tao? Tao đã kịp nói đâu. Lượt tiếp theo. Tùng đi ăn, mê lại Thảo đi ăn. Đấy, dùng hai đồ hộp luôn nhá bạn. À, đi ra đây, chọn đồ đấy chứ hả? Quán tù xì không? À, nhường bé. Cho trẻ con chọn trước đây. Rồi, cho trẻ con chọn trước, còn trẻ trâu chọn sau đi. Thảo chọn đi em. Chọn đây. Cất mắt đi. Xin chọn cái này đi. Sẽ anh chọn cái này. Nào, 1, 2, mở ra. Thảo thích ăn cay như vậy vào thịt chua. Đâu, đây là cái món gì rồi các bạn xem nào. Oh my chua, oh my cay gọi. Oh my như lại cay, còn đây là thịt chua, bỏ ra. Cay hay chua em? Sao cay các bạn? Xinh ngu hết. Cay không? Cũng hơi cay. Ừ. Lại có hơi nhỉ. Ăn thịt chua nào. Ui, lá ngón. Ui, cái gì ấy? Lá, lại lá ngón đồng, thằng lá ngón là cái lá độc không ăn được. Đây là lá sung. Ui, thịt chua. Nó giống như kiểu nem chua ấy các bạn ơi. Bị lợn mà thịt đâu? Nghe tiếng thịt chua mà tan bị lợn luôn. Vinh và Thường đi ra kia. Cái gì đấy? Nào, xếp đồ. Ai mà vào đồ chua là tuyệt vời luôn này. Nào, có bạn quản đồ gì không hay là như nào? Cho Vinh nhận trước. Ấy à, ngoài đấy. Chọn đi. Thường nhiều mình. Nào, 2,
ba. Mày không nghe tao. Ba. Mình xin, mình xin. Ơ quả này nó ngọt à? Ơ chưa có ngọt. Chưa lắm. Chưa lắm. Cay đâu, ớt này em cay đâu. Cho mẹ. Này em biết ăn mì ra. Dưa tay chua nhưng mà ngon các bạn ạ. Cổ bố tao đi ăn đi. Mẹ ăn đi, mẹ ăn cho mẹ ăn cái này cho hết cay này. Ờ ăn cái này không phải. Cái này không phải. Ôi mày lấy. Cái này ăn vào càng cay ấy. Mày lấy đâu nào đây? À đây. À cái này cũng không phải. Cái này nhiều thế. Cái sữa chua này cũng được nè. Sữa chua này đấy, sữa chua đi. À đây 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 đây. Ăn ăn đấy xong ăn này không cay này. Cái gì đây? Sữa chua đi tao về tao ăn. Vẫn còn nhiều đấy. Ơ cái túi thần kỳ của Doraemon đấy các bạn. Nhanh lên, nhanh lên. Mày đi tới đây. Không nhớ đâu, không nhớ đâu. Ôi trời ơi. Ôi cắt đồ, cắt đồ. Đây đây. Rồi, vậy là xong rồi đấy. Ok. Rồi, vậy là cái thử thách đồ ăn siêu chua và đồ ăn siêu cay ngày hôm nay đến đây đã đến hồi kết rồi. Các bạn nhớ ấn like, ấn chia sẻ video cho bọn mình để và ấn đăng ký nếu bạn nào chưa đăng ký để ủng hộ theo bọn mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Bye bye.